Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Và sau một khoảng thời gian chế tạo sách phép thì cuối cùng mình cũng đã tìm ra được một quyển sách Master tiếp theo rồi nè. Có công luyện sách, có ngày có sách Master mà. Bên cạnh đó thì mình cũng đã tiến hành up thêm trứng rồng rồi. Hồi nãy giờ thì mình đợi khá là lâu rồi đó, chắc hai trứng rồng bên kia đã up xong rồi. Giờ thì qua đó kiểm tra nào. Mình up hôm nay á, sẽ là trứng rồng gai. Xong rồi nè. Quả đã luôn. Bên đây là trứng rồng Folly Falcon á. Đó, vậy là hôm nay chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới về đội hình rồng rồi. Tạm thời thì mình sẽ chưa cho mấy em này ra bên ngoài vội đâu. Để mình xuống dưới, mình bắt đầu học phép thuật trước đã. Vì đây là phép cấp Master lận nên mình bắt buộc phải cho vào cái gậy cấp Master của mình. Mình sẽ thay thế cho kỹ năng nào giờ ta? Cho hết ba phép mới vô một cây gậy luôn được không nhờ? Test cho nó dễ. Được ấy, cho vô luôn á. Ba cây gậy vô chung một. Ủa, ba phép chung một cây gậy nè. Có phép mới rồi đúng không? Bên cạnh đó thì giáp. Mình đã cởi cái giáp cũ đó rồi. Vì giáp cũ á, nó có một cái bộ phận mình thấy không ưng lắm, đó chính là cái nón. Cái nón nó có cái dòng adept này. Cái dòng này khi mình ép vào á, thì mình sẽ không có đập được block nào luôn. Mình có cái nón adept này, mình cầm cúp mình sẽ không đào được đá đó. Nó rất là khó chịu luôn á. Ngoài ra thì mấy bộ phận khác thì vẫn rất là ổn á. Áo, quần, các thứ ổn đồ rất là ổn nè. Chắc mình chỉ đổi cái phần nón này thôi. Mình sẽ làm một cái nón mới. Còn mấy bộ phận khác thì mình sẽ sửa lại để tiết kiệm số lượng vảy rồng nhiều nhất có thể nha. Đây, áo sửa tiếp nè. Hổng rài sửa quá trời quá đất rồi đó. Tại vì mình quẩy dữ quá, thành thử ra nó rất là mau hư luôn. Đây, sửa thêm cái ổn. Ủa, cái này là cái quần samurai hả ta? Gì không được rồi. Quần samurai thì mình đâu có đồ để sửa đâu. Thôi kệ, mặc quần gách đỡ đi. Không, chắc không sao đâu. Nón thì làm cái nón mới. Rồi, đi cường hóa luôn. Mong rằng chiếc này cường hóa sẽ cho dòng xịn xịn nha. Đừng có đi ra dòng adept là được. Mắc mệt lắm, có giọng đó nó hơi lu bu ha. Bảo vệ khỏi lửa ha. Chạm hổng. Chạm hổng cấp 5 lận dùng rất là lâu ấy. Wow, tốt. Lần này thì tốt rồi. Đó. Ôi, mình có cái giọng hình như là được thở dưới nước hay sao kìa. Mình có 45 giây thở dưới nước nè. Hay á nha. Cái nón tốt thiệt sự ấy. Đấy, vậy là chính này. Bữa nay mình đã có kiểu như là nón mới để mặc. Ok rồi. Giờ thì mình sẽ cho rồng ra bên ngoài. Đầu tiên là rồng Folly Falcon nè. Folly Falcon. Em này là rồng cái rồi. Rất là đẹp ha. Rồng này liên quan tới lá đó. Rồi tạm thời thì mình sẽ cho Folly Falcon ngồi xuống. Rồi ngồi ở đây đi. Tiếp theo là rồng gai nè. Rồng gai. Em này tên dài quá nên mình kêu rồng gai đi cho nó gọn á. Đấy. Ui trời ơi, coi ẻm kìa. Còn chút xíu thôi mà gai góc quá trời quá đất rồi. Sao lại đưa mông vô mặt anh? Quay qua đây đi nào. Chưa gì để đưa mông vô mặt mình rồi. Qua đây, qua đây. Đúng rồi, quay mặt coi gì, có phải dễ thương không? Mình thì có 60 phần ăn thôi. Mình chia đôi ra vậy là mỗi em được 30 phần ăn hả ta? Cũng được. Cũng hợp lý. Giờ chắc mình sẽ cho ăn luôn đi. Đây, cho rồng gai ăn nè. Ui, ngủ rồi, ok. Chưa kịp cho ăn nó ra ngủ rồi. Ăn đi cho mau lớn nha. Ý, cấp 25 bị teo lại một xíu. Nhưng mà đánh đổi lại gai nó sẽ nhọn hơn á. Và mình cũng có thể cưỡi rồng gai luôn rồi. Được á ta. Cưỡi được thì chắc dẫn đi khám phá luôn. Rồi còn 30 phần ăn này chắc mình sẽ cho rồng Folly Falcon ăn ha. Cho đều. Rồi ăn đi. Folly Falcon ăn cho mau lớn nha. Đấy. Folly Falcon có vẻ cũng rất là mau lớn này. 23 rồi. 24, 25. Riêng Folly Falcon thì còn khá là bé ha. 25 mà vẫn chưa cưỡi được nè. Nên mình sẽ cho ăn lên 30 thử coi. 30 vẫn chưa cưỡi được luôn nha. Thôi tạm thời lên 30 trước đi. Rồi vô trong ập ở một thời gian đi nha.
Đó, trời ơi, bây giờ mình có quá trời rồng rồi nè. Đã quá. Rồi, chắc bữa nay thì mình sẽ dẫn rồng gai đi khám phá. Đừng đừng thấy rồng gai có vẻ ngoài nó không có được đẹp đẽ lắm á. Nhưng mà không sao. Mình nghĩ em rồng nào thì cũng sẽ có một cái sức mạnh riêng mà. Bữa nay thì chúng ta sẽ có một chuyến khám phá không phải ở trên mặt đất, cũng không phải ở dưới địa ngục, mà là sẽ ở trên thiên đàng nha. Thiên đàng lên, thiên đàng lên, thiên đàng nè. Khá là đã đây. Đầu tiên thì mình sẽ làm cánh cổng dẫn tới thiên đàng trước đó. Mình dự định là sẽ đặt ở trong nhà mình luôn á. Đây, mình sẽ đặt ngay chỗ này. Mình thấy nó khá là thích hợp luôn. Đấy, cánh cổng dẫn tới thiên đàng ở dưới nhà luôn nha. Sau đó thì mình cần có một xô nước để mình kích hoạt cánh cổng này lên á. Để ra ngoài mình múc một xô nước cái đã. Rồi. Ơi, rồng gai đừng đi cà khịa nào em, đừng. Trời ơi, rồng gai đi ăn hiếp rắn cò kìa. Rồng gai có vẻ cũng khá là thích cà khịa nha. Ôi, nhỏ mà thích cà khịa vậy là hỏng rồi. Thôi thôi, tém tém lại, tém tém lại em ơi. Thanh niên rắn cò này ngủ cái bị rồng gai mình phun lửa một phát mất nửa cây máu rồi. Rồng gai tính ra tính nóng dữ người ta. Mình không hiểu sao rồng mình ha, 10 em là hết 9 em là thích cà khịa rồi. Không hiểu luôn á. Cà khịa không tốt cho sức khỏe đâu. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi khám phá sẵn đó, test phép luôn ha. Một công đôi chuyện. Rồi đi thôi, lên đường. Wow. Ủa, lên thiên đàng, lên thiên đàng nào. Lên thiên đàng rồi. Wow. Ui. Ui. Ui, cái mây này ngộ hả? Cái mây này như cái lò xoáy, nó sẽ tưng tưng mình lên này. Cho tôi đáp xuống đi. Ui da, đáp xuống. Ui vô, trời đất ơi. Nó tưng thấy ớn luôn. Ui trời ơi, nó bắn gồng mình lên kìa. Ui. 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 Thôi thôi thôi, dừng lại dừng lại, bay đi thôi. Ui trời đất ơi, tưng gì hoài sao mà bay đây. Chết rồi. Rồi rồi rồi, được rồi được rồi. Cánh cổng này kỳ quá à, cho mình ở cái chỗ nó không có thích hợp gì trơn á. Mới qua là thấy bất ổn rồi đó nha. Rồi hiện tại thì mình đang cưỡi rồng gai ha, nhưng mà may quá mình cưỡi nó sẽ cách khoảng nè, chứ không thôi mong mình mà đụng vô mấy cái gai của rồng gai thì xác định luôn á, đít mình nở hoa luôn ấy, không đùa. Rồi và bây giờ lên thiên đàng thì mình sẽ tập trung khám phá coi coi mình có gặp công trình của những cái nữ Valkyrie nè, hoặc là những cái con boss khác ở bên ở trên thiên đàng hay không á. Ngoài ra thì thử nhân phẩm coi, biết đâu ở trên thiên đàng này mình lại gặp thêm được vài loài rồng khác thì sao, cũng có thể. Úi, chưa chưa chưa, từ từ. Ô, rồng gai vô trong đi cưng. Chưa gì mình đã gặp công trình boss đầu tiên rồi. Ồ, mình sẽ lấy cây gậy có cái phép đập block coi. Nè, đây là một trong những công trình boss nè. Ao ao, cái này là rương quái vật. Này thì quái vật rương nè. Láo tét thiệt. Ừ, để mình test phép mới luôn. Phép mới là Super Jump. À, cú nhảy siêu cấp. Ồ, chắc nó sẽ cho mình nhảy lên một cái cực cao ấy. Mình nghĩ vậy. Cái tên của nó là Super Jump mà. Ui không được rồi. Để mình tiêu diệt mấy con quái vật này trước đó. Nó đang canh gác cái khu vực này á. Ui mình bị dính cái hiệu ứng buồn nôn kìa. Nè mình đang nôn này. Nó bắn cái mũi tên cái mình bị buồn nôn các thứ ghê quá. Quái vật trong đây cũng ghê lắm ấy. Mới công trình đầu tiên thôi mà đã căng như vậy rồi. Không ổn, không ổn tí nào cả. Ăn vô cái cho đỡ sợ coi. Rồi hết bụng nôn rồi nè. Nó cho mình một cái rìu luôn, nhẫn các thứ nữa. Ice ring, không biết cái nhẫn băng này có công dụng gì không ha. Nhẫn mình có đeo vô được không? Hình như nhẫn mình cũng có thể đeo vô được á. Nè mình đeo nhẫn luôn lên được rồi nè. Nhưng mà nhẫn này nhẫn sắt mà không có công dụng gì hết á.
Giờ thì mình phải tìm một cái hướng nào đó để có con boss cái đã. Ý, phép tiếp theo của mình có tên là Fort Arrow. A few moments later. Kì rồi, trước mặt mình là con boss kìa. Đây là con boss Slider. Nó kiểu như là... Đây đây đây, nó là một cái khói ha. Mình có thể dùng những phép khác tấn công hay không? Ồ, nó bắt buộc là mình phải dùng cúp để mình tấn công nó. Đây, cúp thì có cúp luôn. Úi da, nó đục mình. Ui trời trời trời. Vậy là bây giờ cái phép điệu nhảy của gió thì nó lại phù hợp nè. Tại vì mình sẽ có tốc độ cao và né nó dễ hơn. Ui dù, ui dù, ui dù. Mình nhảy được không ta? Mình nhảy mình né đoạn hay là đứng yên giáp lá cà luôn nhờ? Ừ, đứng yên giáp lá cà còn nhanh đấy. Ồ, biết cái mẹo đánh con này rồi. Mình giáp lá cà luôn đi, cho nó mau. Rồi, và khi đánh bại nó thì mình sẽ có được một cái chìa khóa đồng nè, để mở cái rương ở trong công trình ha. Đấy, coi coi nó cho mình cái gì nào. Một cái shield up repulsion. Một cái khiên. Cái khiên này thì mình... mình có thể trang bị vô luôn nè. Wow, hay nha. Mình sẽ coi coi nó sẽ có công dụng gì. Đây là một cái khiên, nó sẽ bảo vệ người dùng bởi những cái đòn đánh kiểu như bắn ra ha. Nó sẽ phản lại cái đòn đánh đó. Uầy, hay 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 hay. Cái khiên này hay này. Vậy là phải đeo vô thôi. Quá đã, một món đồ rất là hữu ích ha. Cho mình thêm những cái đồ ăn. Wow, đồ ăn này xịn nè. Những cái dao. Và một cái Valkyrie Lens. Cái này thì dùng để tấn công ha. Hay đấy, hay đấy. Cái dao này mình có thể ném được không vậy? Đây là dao tạo ra sấm sét. Mình phóng tới đâu là sẽ sấm sét tới đó ha. Ghê ghê. Dao xịn, dao xịn. Được đấy. Đằng kia có cái con bắn gây buồn nôn mà. Không biết có nên đi đường đó ra không ta? Hay là chuồn đường khác ra nhờ? Mình nghĩ là nên chuồn đường khác á, chứ nó chặn đường. À không, mình có phép mà. Đúng, đúng, đúng. Mình sẽ cho nó biết như nào là Fort Arrow. Fort Arrow nè. Giỡn mặt hả? Để mình búp cái phép nhìn trong bóng tối lên cái đã. Fort Arrow nè. Fort Arrow. Giỡn mặt hả? Ngẫm của tỏi chứ cưng. Này thì mấy cái con mà ha. Gà. Con này là con gà màu tím ha. Thịt nó tím riệm này. Đã đấy, đã đấy. Rồi, mình sẽ lấy thịt của con gà này về nhà cho mấy em rồng ăn ha. Dám láo tét. Rồi, còn giờ thì mình sẽ cởi em rồng gai của mình và đi tiếp thôi. Khá là may mắn, mới lên thiên đàng thôi mà. Ôi, rớt rồi, rớt. Bó tay thiệt. Rồng nặng quá, mỗi lần đề ba là bay nó hơi lâu ha. Không sao, không sao. Chịu khó đi lại. Ê, nữa. Hồi nãy mình đi hướng bên kia rồi đúng không? Giờ mình sẽ rẽ qua bên trái đi. Thử coi coi chúng ta còn gặp thêm công trình gì không nha. Ồ. Đằng kia có mấy cái con muốn nó bắn cầu tuyết à. À, con này dám tấn công á. Dám tấn công hả? Mình sẽ cho rồng gai tấn công đó. Dám cà kịa rồng gai của mình. Tấn công đi em. Này thì dám tấn công. Này thì tấn công. Khó bắn trúng nó quá hả? Ba chậm lại tấn công nó coi. Không thì để cho nó láo tét như vậy. Ui, rồng gai tấn công đòn đánh thì khó trúng quá. Cực kỳ khó nhắm luôn ấy. Lại này. Láo tét. Ui, sượt ngang kìa. Bắn đi, chừng nào trúng thì thôi. Bắn đi em. Không có gì phải xoắn hết. Nó khịa mình như vậy mà không bắn được nó cơ. Này thì láo tét nè. Nướng nó luôn. Bay lên, bay lên. Ê, rồng gai, đừng xuống mà. Bay lên, bay lên. Bay lên. Rồng gai bay không nổi. Trời ơi. Cưỡi rồng gai nhiều cái.
cũng hơi mắc cười á, kiểu ú á, bay mỗi lần bay lên bay không nổi. Đúng tiếu luôn á. Rồi, ở khúc này có công trình không? Khúc này không có công trình rồi. Lúc đầu còn tính dẫn đi khám phá một lúc nữa, nhưng mà đi càng đi thì mình vẫn không gặp thêm công trình á, nên thôi, mình đành phải trở về nhà để nuôi nấng tiếp em rồng ha. Mình có làm thêm một ít cái phần thức ăn cho rồng nè. Mình sẽ tiếp tục cho rồng ăn, chẳng hạn như là rồng Folifacan đi. Ồ, 40 đã cửa được rồi nè. Đấy, trời ơi, cái cánh của Folifacan đúng đẹp luôn ấy. Cánh kiểu như giống như lá vậy á, lá cây ấy. Quá đẹp luôn. Rồi còn rồng nào nữa ta? Rồng Clan cũng chưa được lớn nữa nè. Tính ra mình còn nhiều rồng mình chưa nuôi cho lớn lắm ấy. Khá là tội nghiệp luôn. Đây, mình sẽ tranh thủ cho ăn nha. Mẹ ăn đi. Rồi, nay mẹ chuẩn bị thay đổi hình dạng nè. Lên cấp 25 thì thường sẽ thay đổi á. Không biết em này như thế nào. Ui, đúng rồi, 25 là hết màu hồng nam tính rồi. Chuyển thành màu cam cam đỏ đỏ rồi. Nhưng mà vẫn rất là đẹp ha. Rồi. Đấy, mấy em gồng của mình hầu hết đã lớn và có thể cưỡi rồi nè. Úi, còn em nào nữa ta? Hình như mình nhớ còn một em thì phải. Ừ, còn Galaxy á. Rồi, quên mất. Rồi, thôi kệ đi, tạm thời Galaxy. Chịu khó đợi bữa sau đi nha. Quên mất còn Galaxy nữa. Quá nhiều rồng đi, nên chăm cũng hơi mệt ha. Ui, sao nhà mình gần quái gần vậy? Đi né rồi bớt đi. Ui, né rồi chỗ khác. Đừng có láo tét. Còn ma này. Ôi, thôi đi ngủ ma cỏ cơ mà. Ui, mà công nhận ha, cái áo giáp Naga này, mình cưỡi rồng Polyphacon nữa là hợp lý luôn á. Kiểu mình với em rồng nó sẹp sẹp màu với nhau ấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Thích ghê. Nãy giờ đi thì mình cũng chưa có gặp thêm rồng ấy. Không biết cái kế hoạch làm cái lò luyện rồng của mình bao giờ mới thành công nữa trời. Rồng thì lâu lâu, rồng hoang dã thì lâu lâu mới gặp à. Mà gặp thì nó cũng không có cho nhiều vảy nữa. Sugana ghê. Ở đây có cái tổ rồng mi nè. Well. Có nên vô lượm thêm trứng rồng mi không ta? À mà thôi đi. Mi mình có rồi mà, quên mất. Giờ lo tìm rồng hoang dã thôi. Tập trung tìm rồng hoang dã nào. Mình lại gặp thêm cái chỗ bàn Imbuman Onta nè. Ê mà khoan. Ôi, có cướp nhân lạng trên đó kia. Cướp nhân lạng hả? Nó dám bắn mình. Nó bắn cả. Bắn em rồng. Ui, nó bắn em rồng của mình. Mình sẽ kêu rồng đốt nó. Đốt nó. Đúng rồi. Ui, nó bắn em rồng mình mất nửa cái máu rồi. Láo tét thiệt. Này thì dám bắn em rồng mình hả? Đốt người nè. Giỡn với Folifacan. Láo tét thiệt. Ui, thôi em ơi, từ từ. Định bay lên trển thế chơi nó gì vậy? Anh đốt giùm rồi. Trời đất ơi, nguy hiểm thiệt. Trong đây thì có sách luôn nè. Mình sẽ coi có sách mới không. Một sách mới. Đã nha. Có đúng một cuốn sách mới à. Còn cái bàn này thì không có lấy về được. Tiếc ghê. Cái phép mai có thể lấy về được không? Cái phép thuật đầu của mình nó cũng không có đập được luôn. Khá là khó luôn á. Thôi đi. Đi chỗ khác em ơi. Chỗ này một hồi nó cháy lan xuống là anh em mình mệt ấy. Còn phía trên cao đó có một cái đảo bay kìa. Cưỡi rồng Polyphacon bay lên đó coi thử coi. Có vẻ đây là tổ rồng Angle. Rồng này cũng đẹp lắm nè. Này cái trứng này. Rồng Angle, cái trứng to đùng luôn. Quá đã. Thêm một trứng rồng mới nữa. Ôi, mình tính là không ghét công trình này đâu á. Nhưng mà trong công trình này nó có rất là nhiều châu báu của tên vua cướp dân làng. Mình không thể bỏ được những cái châu báu đó. Phải lên thôi. Mình còn một cái phép cuối cùng mình chưa test nè. Để test luôn đi. Cái gì đấy?
Oh my god. Phép thuật gì đây? Cái phép thuật gì mà đẻ ra zombie từ cái lỗ đen này vậy? Ui, mình có nguyên một đội quân zombie luôn đây. Wow. Ui, cái phép này đỉnh này, phép này đỉnh này. Phép này có tên là tận thế zombie. Nó sẽ tạo ra cho mình một đội quân zombie trong vài giây á. Ghê ghê nha. Chưa, để bây giờ mình sẽ tiêu diệt mấy tên canh gác ở tầng này cái đó. Ui, đợi xíu. Giỡn mặt với cán bộ. Giỡn mặt với cán bộ hả? Con nào mới là con thiệt? Này thì nghe phân thân chi thật. Dám phân thân chi thật hả? Ui, bữa nay học được phép tạo ra một cái tận thế zombie nữa. Quá ghê gớm luôn. Rồi, giờ thì lên trên mình sẽ cho tên vua cướp dân làng biết như thế nào là tận thế zombie. Tận thế zombie. Tàn đời ngươi rồi. Xử đi zombie. Đệ tử của ta. Mình sẽ hỗ trợ bằng cái phọt arrow ha. Cô kìa, zombie đang quýnh tên vua cướp dân làng kìa. Quá ghê gớm luôn. Giờ mình không cần động tay động chân luôn á. Nó tạo ra liên tục luôn. Ghê gớm thiệt. Quá tội nghiệp tên vua cướp dân làng. Chưa gì đã bị ăn hành rồi. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Rồi, giờ thì lấy châu báu của tên vua cướp dân làng đó thôi. Ai biểu tên đó để châu báu trong nhà làm chi? Rồi để mình biết nữa. Bếp sọt là phải rồi. Coi vua cấp dân làng có dấu sách không? Ồ, không có dấu sách phép thuật à? Vậy là tên vua này không có chịu học phép thuật rồi. Giờ là meta người ta toàn phải học phép thuật thôi mới xịn được. Thanh niên không cho học phép thuật bị ấp sọt là phải. À, trong đây chủ yếu là có châu báu thôi ha, chứ không còn gì hết đâu. Đấy, mục đích chính mình vô đây là vậy đó. Có thêm kim cương các thứ đâu. Để mà mốt chế tạo cho nó tiện ha. Đỡ phải đi đào. Tiện lợi ghê luôn. Rồi, giờ thì sau khi có được kim cương các thứ, chắc mình té chỗ khác thôi nha. Ui, giờ mới biết bữa nay chúng ta có thêm một phép triệu hồi cực kỳ xịn sò con bò nha. Mình ở cái khu vực sa mạc các thứ nè. Không biết là hôm nay mình có duyên với mấy em rồng bên này không ta? Tại vì ở bên khu vực sa mạc này có rất là nhiều chỗ trứng rồng xịn đó nha. Ôi ơi, ở đây nó có khu vực gì? À, chỗ này chỗ của mấy tên cướp dân làng hả? Ui, chạy. Mà trước khi chạy đây kêu Nightmare tặng mấy thanh niên một cái hơi thở nhẹ nhẹ ha. Láo tét hả? Nightmare, nướng mấy thanh niên này đi. Nướng luôn căn cứ của nó luôn. Trái nè, cho trái. Cho trái căn cứ luôn. Không thèm quýnh đâu, mình chỉ cần kêu Nightmare nướng thôi. Rồng mình phun lửa được mà, cần gì phải quýnh giáp lá cà chi cho mệt. Phun lửa vô thôi, phun lửa là xuyên tường được luôn đó nha. Hơi bị dữ. Rồi thôi, đủ rồi em ơi, đi thôi. Chuồn thôi. Ấy. Ấy, khoan. Đằng này là một chỗ trứng rồng. Đây là chỗ của rồng xương. Rồng Bon Knapper. Nè. Được nha. Xin Bon Knapper đi kiếm ăn rồi. Mình cơ hội mới được. Đó. Vậy là chúng ta lại có thêm một trứng rồng nữa rồi. Quá là đã luôn. Ôi, trời, chuồn em ơi. Bon Knapper về nhà rồi. Chuồn lé. Ui, sao lại ngủ lúc này. Trời. Rồng mình ngủ mất rồi. Mình phải tự lo thân mình trước thôi. Mình nghĩ em rồng chắc không sao đâu. Ý. Nữa nè. Ôi, bữa nay mình cảm giác nhân phẩm mình lên lắm luôn á. Mình liên tục gặp được những cái chỗ trứng rồng. Và lần này mình gặp được chỗ của rồng cầu vồng.
Ui, cái trứng kìa. Quá là đẹp luôn, cái tổ rồng cũng đẹp nữa. Yay, bữa nay vừa có trứng rồng Angle, trứng rồng xương, giờ tới trứng rồng cầu vồng. Đó đó đó, rồng cầu vồng trước mặt mình kìa. Rất là đẹp á, đuôi bảy màu luôn á. May quá mình lấy lúc mà rồng cầu vồng đi kiếm ăn nên không có bị rồng cầu vồng để ý á. Mình không biết là rồng cầu vồng có hung hăng khi mà mình lấy trứng rồng hay không, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn an toàn nên khá là mừng luôn. Còn giờ thì chuồn thôi em ơi, đi thôi. Lỡ quớ một hồi mình lại gặp thêm vài cái tổ rồng nữa, không đùa. Kiểu nhân phẩm nó đang lên á. Ê, và gần đây nó có cái chỗ tinh linh màu xanh luôn nè. Ui gì hợp lý quá, vậy mới mốt mình qua đây mình farm được luôn rồi. Quá đã luôn. Trên núi này thì lại có một cái nhà pháp sư nè, nhưng mà cái nhà này thấp lắm. Thường thường mấy cái nhà thấp này rất là dễ của pháp sư gian ác này. Lắng nghe, lắng nghe. Listen, listen. Chưa nghe gì hết. Ôi, không, lần này thì ngoại lệ. Mặc dù nhà rất là hấp nhưng mà đây là pháp sư thân thiện. Đỡ vậy, đỡ vậy. Mình sẽ coi coi. Đây là vị pháp sư bán cho mình một cái nâng cấp. Nâng cấp này thì kiểu thiên về tấn công á. Khi mà mình dùng phép thì nó sẽ dùng thêm một chút mana, nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ có thêm sát thương khi mà đánh quái vật. Tốn mana để nhận nhiều sát thương. Hợp lý, hợp lý. Cũng được, cũng được. Mua ha. Mua mấy cái vậy nhờ? Mua 2-3 cái gì đi. Mình đem nhiều vàng mà. Hợp lý á. Ồ, hình như mới đổi cho mình thêm cái gì kìa. Ồ, đổi cho mình thêm sách phép. Mà sách đó thì mình học rồi. Mình mua thêm vài cái ủng hộ luôn ha. Rồi, có bán thêm đồ không? Bán thêm đồ đi, tôi mua cả đống rồi đó. Bán thêm đồ gì nào? Bán cho mình thêm cuốn sách. Thấy rồi nha. Mình thấy gần cái chỗ của người bán đồ cho mình có một cái kiểu như là giống như kim tự tháp vậy á. Mình sẽ sử dụng cú nhảy siêu cấp. Ui trời ơi, cú nhảy gì kỳ vậy? Ui. Cú nhảy siêu cấp suýt nữa là end series rồi. Oh no. Mẹ đất ơi. Hồi máu lại, hồi máu lại. Ôi, cái phép này nguy hiểm quá à. Nhảy thì cao thiệt đó, nhưng mà nhảy xuống thì mất máu cũng như không thôi. Hên thiệt. Bước lớn mạng lớn không sao à. Rồi, à, kim tự tháp này dẫn sâu xuống dưới à. Ok. Dùm bài nhóc ác chứ gì. Mình chấp hết cái đám dùm bài này luôn. Mình sẽ kêu đội quân dùm bài của mình ra. Đội quân dùm bài của mình sẽ xuất hiện trong giây lát thôi. Ôi, lộn phép. Đội dân quân zombie của ta sẽ xuất hiện thôi. Các ngươi đợi đấy. Này thì zombie hả? Láo tét. Chiến đi mấy cưng. Chiến đi mấy cưng. Ui bây giờ mình không phân biệt được đâu là zombie của mình, đâu là zombie trong kim tự tháp này luôn á. Nó đang quýnh lộn với nhau kìa. Kiểu như hai băng đảng đang quýnh nhau vậy. Mình chỉ coi thôi ha. Đập thêm lòng spawn đi. Kìa. Đội quân zombie của mình đang chiến đấu rất là kịch liệt luôn. Thêm đội quân nào. Đấy. Đội quân của mình đang chiếm ưu thế này. Kiểu quân đội của mình nó đoàn kết á. Đánh hội đồng thì sao mà đỡ được. Úi giời. Giỡn mặt hả. Mình đã đánh chiếm thành công kim tự tháp bằng đội quân của mình rồi á. Quá là ghê gớm luôn á. Đừng có đùa với đội quân zombie của mình. Hơi bị xịn đấy. Rồi đây có thêm một cái nâng cấp cho gậy phép nè. Rồi sách phép cũ không à. Hết rồi. Không có gì đặc biệt hết. À có xương. Xương nên lấy nè. Còn gì khác không? Áo vàng. Hôm nay nói chung là một ngày rất là tuyệt vời với mình. Vì mình học được những cái phép rất là hay ha. Trong đó mình thích nhất là cái phép tận thế zombie này. Tại vì nó sẽ tạo ra cho mình rất là nhiều zombie từ cái hố đen. Đó. Quá là ghê gớm luôn. Mới mốt chắc mình sẽ gán học thêm cái phép nào đó búp kháng lửa ha. Để ví dụ mình triệu hồi vào ban ngày, mình sẽ búp vô zombie của mình kháng lửa. Để có thể quẩy được cả ban ngày luôn. Là rất là tiện lợi á. Để khắc phục cái nhược điểm là zombie mình sẽ bị thiêu đốt vào ban ngày ha. Ngoài ra thì mình cũng
có thêm được 3 loại trứng rồng mới toanh. Không biết là chúng ta sẽ up tiếp trứng rồng nào tiếp theo đi ta. Trứng rồng 7 màu, rồng xương hay là rồng angle nhờ. Trứng nào mình thấy cũng đẹp hết trơn á. Rồi, mình sẽ cố gắng up hết 3 trứng này trong thời gian gần thôi. Các bạn hãy chờ đón ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp cùng với những phép thuật mới hơn của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.